Thiền sư Bom Ni-un, làm sao học hết được nhân sinh, hành trình tìm lại chính mình. Bom Ni-un sinh năm 1953 tại Ulsan, Hàn Quốc, là một thiền sư, nhà văn, lãnh đạo Phật giáo và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Ông đã nhận nhiều giải thưởng về tôn giáo và hòa bình. Năm 1988, ông sáng lập nên tổ chức Phật giáo Dung Tô, có nghĩa là miền đất lành, một cộng đồng giúp đỡ những người gặp nhiều chuyện khổ tâm. Trên kênh YouTube của mình, ông đã tổ chức hơn 1.000 buổi nói chuyện dưới dạng hỏi đáp tại chỗ, lắng nghe, giải đáp và vỗ về những người đang gặp khó khăn. Các buổi hỏi đáp còn được dịch sang tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác để người nước ngoài cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Ngày còn nhỏ, ta cho rằng chỉ cần trở thành người lớn thì mình sẽ hạnh phúc. Chúng ta luôn hẹn ước với sau này và khổ sở chịu đựng ngày hôm nay. Thế rồi đến khi có tuổi, nhiều người bắt đầu băn khoăn mình có đang sống tốt không? Làm sao học hết được nhân sinh với những bài giảng xúc tích, dung dị, đôi khi không kém phần dí dẫm của thiền sư Bom Ni-un sẽ gửi đến bạn người đang quay cuồng giữa các hệ giá trị liên tục biến ảo của xã hội hiện đại lời giải đáp vừa ân cần lại vừa thực tế. Không nặng về thuyết giáo, cũng không đau to múa lớn về nhân quả, làm sao học hết được nhân sinh? Chính là câu hỏi gối đầu giường và ta sẽ tự khắc tìm ra câu trả lời cho mình bằng vốn sống, những thất bại, thành công và răn dạy bản thân về những điều tốt đẹp, biết trân trọng hiện tại và lánh đi những điều không hạnh phúc trong cuộc sống. Kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 2013, cuốn sách đã nhiều tuần đứng đầu danh sách sách bán chạy và liên tục nằm trong top 10 sách Phật giáo được nhiều người đọc nhất tại Hàn Quốc. Mời các bạn quan tâm đến cuốn sách Làm sao học hết được nhân sinh, hãy nhanh tay chốt giỏ hàng để biết thêm chi tiết. Hãy like, share, subscribe kênh Nhân lực Nhân tài để nhận được nhiều thông tin sách hay mỗi ngày các bạn nhé.